Ở trong đời người ta thường ăn gian lắm. Nay trong đạo thầy cũng ăn gian luôn nha. Đệ tử để tay xuống đi, không cần chắp tay mà cho thầy ăn gian là được rồi ha. Thầy rất là thương Phật tử, nhưng mà đôi tay của thầy nhỏ quá, không có đủ sức để làm gì có lợi ích cho Phật tử nhiều. Thầy chỉ có phát tâm nuôi mấy chú tiểu thôi hà. Mà mấy chú tiểu thì đâu phải con cháu của Phật tử đâu, thấy không? Thầy nuôi mấy chú đó, Phật tử còn tốn gạo nữa, cúng tiền về đây để phụ với thầy nuôi các cháu. Thì hôm nay là ngày Du Lan á, đúng ra là các chú tiểu ở đây á mừng tuổi mẹ, rồi cài lên ngực mẹ mình đó hoa hồng để hạnh phúc khi mình còn có mẹ. Nhưng mà do các chú ở đây cũng kém cỏi, nói chung là có người còn mẹ nhưng đã lấy chồng khác rồi, rồi không lo được cho cháu cho nên gửi cho thầy. Thì có người mẹ mất còn cha, nhưng mà cha cũng có gia đình rồi, dì ghẻ cũng không sống vui với cháu, cho nên thì đem cháu gửi cho thầy cho yên thân. Cũng có cháu cha mẹ không có còn, rồi cả cuộc đời ở đây với thầy, rồi lớn lên rồi không tu được thì đi làm ăn, nhưng mà thầy là người thân duy nhất. Cho nên cái mùa Du Lan này đó, thì quý cô về đây á, quý cô chính là cha mẹ của các chú tiểu ở đây. Dạ, quý cô có đồng ý không? Để quý chú cài hoa cho các cô. Nhưng mà thôi thì để thầy nói chuyện Phật Pháp cho nghe, xong xuôi rồi mình cài hoa luôn, cái mình hồi hướng mình về ha. Thì bây giờ ai là người mất cha mất mẹ hết trơn rồi, trùi lũi trùi lui luôn á, không còn cha mẹ đâu, giơ tay lên cho thầy xem. Ủa sao nhiều dữ vậy? Mô Phật, chia buồn với cái gì nha. Cái gì mà còn cha mẹ đâu, giơ tay lên thầy xem. Cha mẹ còn á, nhiều cũng nhiều mà không nhiều bằng. Thôi vỗ tay để dạ chúc mừng các chị còn cha mẹ. Bây giờ quý vị thấy á, cha mẹ không còn á, thì hôm nay mình cài hoa hồng trắng nha. Hoa hồng này là hoa hồng để tưởng nhớ đến người đã cho ta hình hài này. Và có một lời cầu nguyện cho mẹ cha mình được bình yên ở một cái cõi nhà Phật gọi là cõi Tây Phương nha. Nếu như không sanh về cõi Tây Phương thì cũng có thể quay trở lại làm người, tiếp tục gặp Phật Pháp như chúng ta mà tu cho đến nơi đến chốn, chứ không phải đọa đầy vào những cái cõi khổ hơn. Ví dụ như đọa vào cõi súc sanh á, là làm gà, làm vịt, làm chó, làm trâu để cho người ta ăn thịt nha. Vì vậy cho nên mình tu tiến thêm á, thì từ từ mình bớt ăn thịt cá, mình bớt ăn gà vịt, mình bớt ăn trâu bò, không ăn chó luôn. Người miền Trung với miền Bắc ăn chó nhiều lắm, vô miền Nam này bỏ từ từ đó, để biết chi, để biết tin nhân quả, tin luân hồi, tin cái sự mà cha mẹ mình tái sinh trong đó. Và ai mà còn anh em thì nếu mà nữ thì xin thay mặt mẹ để chăm sóc cho
em út trong gia đình, bởi vì mẹ không còn, giống như rắn mất đầu, chim không còn đầu đàn, kiến không còn đầu đàn, dễ lạc bầy sẽ nghé lắm. Chị không thương em, anh không lo lắng cho em, rồi anh em không hòa thuận, nên cuộc sống đầy dẫy những đau thương. Vì vậy cho nên cái mùa vu lan này, thầy xin khuyên nhủ các cô chú mà đã không còn cha mẹ, thì hãy xem anh em của mình là cha mẹ còn tại thế. Chị thì thay mặt mẹ chăm sóc cho em, anh thì thay mặt cha để dạy dỗ, để răn nhắc, để quán xuyến chuyện gia đình, nghe không? Như vậy thì chị ngã, em nâng. Mặc dầu không còn cha mẹ trên thế gian, nhưng mà chị em vẫn có thể nương náu nhau, dìu dắt nhau sống trong cuộc đời phù du giả tạm này. Các vị đồng ý không? Khi mà cha mẹ qua đời thì điều gì làm cho cha mẹ mình lo lắng nhất? Điều mà cha mẹ mình buồn và lo lắng nhất chính là những đứa con còn ở lại, không biết nó sẽ đi về đâu. Mặc dầu mình có thỉnh thầy về tụng kinh, thỉnh thầy về cúng trai tăng, nhưng mà chị em mình kình nhau, ganh tị nhau, ghét nhau, nhất là giành đất đai, giành nhà cửa, giành ruộng vườn của cha mẹ mình để lại. Mà đó là kỷ vật quý giá thiêng liêng của cha mẹ. Cả một đời cha mẹ tần tảo, đánh đổi bằng giọt mồ hôi và nước mắt cha mẹ làm ra. Và bây giờ linh hồn của cha mẹ mình ẩn hiện trong những gốc cây, trong những kỷ vật đó. Mà chị em mình không biết thương nhau, lại ganh ghét nhau, bán chát chia không đều, rồi bất hòa, rồi kình cãi, thậm chí họ kiện nhau ra tòa. Có đôi khi em vì không đồng ý anh chị chia tài sản đã xách dao, xách chuối rượt chém nhau đứt tay. Thì đó là những cái hành động làm cho cuộc sống của mình đầy dẫy những khổ đau trong cuộc đời vốn giả tạm vô nghĩa này. Và cũng là cái hành động làm cho mẹ cha mình không thể mỉm cười dưới chín suối. Và những người chết như vậy, họ vì thương con quá, vì lo lắng cho con quá, họ sẽ không siêu. Cho nên các thầy về tụng kinh cầu siêu, nhưng mà cha mẹ sẽ không siêu. Vì sao vậy? Vì cha mẹ quá thương con, quá lo lắng cho con, cho nên không thể theo Đức Phật được. Chính vì vậy mà nếu ai còn thương cha mẹ thì phải nhất định từ bỏ những cái tánh hơn thua, những cái tật ganh tị, những cái nhỏ nhen ở nơi tâm trạng của mình, để hòa đồng vào trong cái đại từ vô ngã của Đức Phật mà chăm sóc cho em. Thì biết đâu chừng cái hành động đó là cái hành động cụ thể nhất tiễn cha mẹ mình đến một cõi bình yên, mà cũng là hiếu hạnh, gọi là hoa hiếu ha, mà cũng là chủ đề thầy chia sẻ cho các Phật tử chiều hôm nay. Hoa hiếu hạnh. Nếu như ai còn mẹ, chúng ta sẽ cài lên ngực mình đó hoa màu hường. Dĩ nhiên là không có cha thì chúng ta phải biết rằng là một mình mẹ phải gánh vác cái chuyện nặng nhọc trong nhà để mà lo lắng cho chúng ta. Thường thường thì người phụ nữ xem người phụ nam giống như cây tùng, và người phụ nữ thì là cây hoa cát đằng, dư nương tựa vào cái cây tùng để mà tồn tại. Người phụ nữ quý người nam như cây cột chính trong gia đình, cây cột đó chổi cả một căn nhà, làm cho căn nhà cứng chắc. Nếu như cây cột đó tự nhiên rồi đổ ngang thì ngôi nhà sẽ sụp,
sẽ quẹo đi, gọi là con không cha nhưng nhà không nóc, sẽ mưa dột, sẽ trống vắng lắm. Và người phụ nữ thì không đủ sức để dạy con, thương con nhiều nhưng mà dạy con không có nổi đâu. Bởi vì phụ nữ nó thường hay mắng, mắng con đồ quỷ, đồ này đồ nọ, rồi đánh con, tát hai ba tát, quất năm ba roi. Nhưng mà quất xong rồi á thì ôm con khóc, quất đánh con rồi á thì ngồi kể lể buồn phiền, rồi lại chuyện đâu ra đó, con nó vẫn chạy đi chơi. Đứa nó vẫn nhuộm tóc xanh, rồi chiều nhuộm tóc đỏ, rồi nó xăm mình xăm mỏ, rồi nó đua xe. Nó đua xe mà mẹ cầm cái roi đi tìm con hết dặm đường này đến ngõ, ngõ hẻm, không thấy được con. Thấy được con rồi thì người phụ nữ mà ta sống theo cảm tính, cho nên ta đứng giữa đường người ta la. La mày là đồ mất dạy, mày là đồ bất hiếu, rồi mày là đi đêm mày bỏ tao ở nhà một mình không ai chăm sóc, tao tao già tao bệnh hoặc là em út, đứng la chừng nào thì nó ghét chừng đó. Nó thấy la nó mắc cỡ, nó bỏ, nó đi tiếp, nó đi hoang luôn. Nó đi theo bạn, nó chơi, rồi đi về nhà bạn nó, nó ăn cơm ké nhà người ta, rồi nó ngủ nhà người ta luôn, gọi là đi hoang. Thậm chí nó đi lang thang trên phố chợ, đi ra công viên nó chơi cho đã luôn, nó không thèm về nhà để khỏi nghe ba chữ nữa, nó gọi là đi bụi đó. Thì một mình mà chống chọi với lại cơm áo gạo tiền là một cái nỗi vất vả của những người làm mẹ không có chồng, mà còn gặp những đứa con nó nghịch nữa, thì thật là tội nghiệp, rất là tội nghiệp. Nên có nhiều người mẹ đâu có thời gian để đi đến trường hợp phụ huynh cho con của mình, bởi vì nó không có cha răng nhắc, nó đi vô lớp nó ngồi nó gõ đầu người ta không, thế cứ nó quay qua nó gõ đứa này một cái, nó gõ đứa kia một cái, nó làm lớp lộn xộn lên, không học hành gì được hết. Cô giáo mà mắng nó đó, nó gục mặt xuống bàn, cô giáo cũng chịu thua. Đánh nó thì nó đứng hoài luôn, nó không có chịu ngồi xuống. Bắt nó ngồi xuống thì nó đứng hoài, bắt nó đứng, bắt nó đứng thì nó ngồi, bắt nó ngồi thì nó đứng. Nó thậm chí nó quậy cho cô giáo đuổi nó ra lớp luôn. Bây giờ mẹ đi làm thuê làm mướn cho người ta, bởi vì chồng chết sớm cho nên mẹ phải đi làm thuê làm mướn cho người ta, thậm chí đi ở đợ cũng không đi, đi quét nhà, đi rửa chén, đi bưng bê làm gì, mà có tiền nuôi con thì mẹ làm. Khổ nổi tới ba bốn đứa con nhoi nhoi nhóc nhóc, nuôi không nổi. Thì bây giờ mà các đệ tử mà lớn lên nè, có chồng có vợ rồi mà không nghĩ đến những ngày thơ dại, một mình mẹ mình tần tảo nuôi mình ngần ấy năm vất vả, thì nhà Phật gọi là bất hiếu, bất hiếu lắm. Con nó lớn lên nó không nghĩ đến ân sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, cho có mấy đồng mà nó cằn nhằn, nó cử nhữ, nó nặng nhẹ, thì đây là nỗi bất hạnh chung của loài người, của chúng ta. Mà đó cũng là lý do người ta làm lễ Du Lan, các thầy làm lễ Du Lan, làm lễ Du Lan để kêu gọi con người sống trên cuộc đời này phải tôn trọng cha mẹ mình. Và Đức Phật cũng đã dạy, cha mẹ tại tiền là như Phật tại thế. Nếu không có Phật trên cuộc đời này, chỉ cần mình thờ cha mẹ mình, hiếu kính với cha mẹ mình, thì xem như là mình đã có Phật trong lòng rồi. Các vị có đồng ý không? Như vậy các vị sinh con ra, ai mong con mình giàu, ai mong con mình hạnh phúc, ai mong con mình có hiếu, ai mong con mình sau này đỗ đạt, ai mong con mình sau này có tài, có đức cho đất nước, cho xã hội, ai mong điều đó? Ai cũng mong hết, phải không? Vậy có ai mong con mình lớn lên, nó nuôi mình, nó dưỡng lại cho mình sung sướng không? Ít lắm, không có tính đâu. Nếu mà tính thì người ta đâu có nói là mẹ nuôi con là biển hồ lai láng, mà con nuôi mẹ thì lại tính tháng tính ngày.
Có người không đủ phước. Tại kiếp trước mình dụng tu kém đức, cho nên kiếp này mình khổ. Không phải khổ con mà còn khổ chồng nữa. Nếu kiếp trước mà Phật tử là những người thờ cha kính mẹ thì kiếp này Phật tử sinh con ra, con nó hiếu với Phật tử. Nếu kiếp trước Phật tử là người biết nhường cơm xẻ áo cho người nghèo, người già, người tàn tật, người neo đơn thì kiếp này Phật tử buôn may bán đắt lắm. Mà nếu kiếp trước Phật tử là thuận anh, thuận em, sống trong nhà hòa hợp, đùm bọc lẫn nhau, kiếp này được anh chị em yêu thương lắm. Cho nên từ lúc sinh ra đó thì được cha mẹ cực kỳ tốt đẹp, yêu thương, nâng niu, chiều chuộng, dạy dỗ mình nên người. Mà đầy đủ vật chất không thiếu một thứ gì. Còn đẹp trai, còn đẹp gái nữa. Mà đôi lúc còn không có bệnh đau, ít bệnh đau. Lớn lên làm ăn may mắn lắm. Buôn cái gì cũng đắt, bán cái gì cũng hay, làm gì cũng có nhiều người hùng phước. Mà hùng là ai cũng trúng giống như nhau. Tại vì ở đâu người ta cũng thương, đến đâu người ta cũng mến. Thì sinh con ra thì những đứa con là ngọc ngà, là châu báu, là vàng, là kim cương, là hạt tròn, là những điều may mắn, là Phật, là tiên của mình. Nên càng già thì càng đẹp ra. Tại vì con cái nó hiếu kính, nó phụng về, cho nên đẹp lắm, thơm. Nhưng đó là phần ít trong cuộc đời này, không phải ai cũng như vậy. Đa phần là chúng ta mê muội, chúng ta mê muội, chúng ta tạo nhiều nghiệp lực. Còn nhỏ thì chúng ta ăn của cha mẹ, chiếc áo cũng cha mẹ may, chén cơm cũng cha mẹ nấu, cái quần, cái áo cũng cha mẹ ủi, đến trường tiền bạc cha mẹ lo. Nhưng đến 16 tuổi thì chúng ta làm gì? Con trai thì mơ đến con gái. Còn con gái thì mơ gì? Mơ con trai. Khi tụi nó hát đó, quý cô có nghe không? Khi đôi ta chung một nhà, ta chung nhau một nỗi vui, nhắm mắt chung một giờ, sống cho nhau một đời. Đó là cái tuổi thanh xuân, nó cứ mơ, nó đi chung một đường, nó sống chung một nhà, nó ngủ chung một giường, nó thức dậy chung một giờ, và nó đem lại tình yêu hạnh phúc cho nhau. Cho nên Phật tử thấy hồi còn nhỏ, con mình đi đâu, nó hỏi má đi đâu vậy má, cái mình nói tao đi chùa, đi chợ, đi về quê thăm bà. Cái câu mà nói tiếp theo, nói cho con đi với. Mà mình nói không, xa lắm, mày nhà học đi, đâu có thời gian đâu cho mày đi, là nó buồn hiu à. Có nhiều đứa nó khóc ngon lành nha. Nhưng mà đến tuổi 16, 17 đó cái gì, nói con ơi chở má đi chùa. Nó nói chứ bận này. Mình đi đâu xa, con ơi đi với má, đi với ba. Nó nói hôm nay sinh nhật của bạn, hôm nay nó bận lên trường đến lớp, nó không có thời gian đi với mình, là nó ở trong phòng riêng của nó, chứ nó ít khi nó thăm hỏi mình lắm. Là lúc này nó đã nghĩ đến tương lai, tình yêu hạnh phúc của nó rồi. Đó, đa phần là như vậy. Đến khi 18 tuổi rồi, đã học đến lớp 12 rồi, mà có người chưa biết nấu cho má mình một chén cháo. Đã học đến lớp 12 là 18 tuổi rồi mà có người chưa biết quan tâm mẹ đã già, mẹ đang bệnh rất là nặng, cha mình đã yếu dần, cuộc sống gia đình đang gặp khó khăn, mẹ đang thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu nợ, cô chú cậu dì đang gặp những cảnh nhà tan cửa nát. Ít khi nào có đứa nó nhận ra điều đó. Nó đòi dây chuyền để sinh nhật, nó đòi tặng xe cho nó. Mình không có tiền, mình ráng mình mua cho nó chiếc xe 15 triệu. Vậy đó mà nó ra đường, nó thấy bạn nó chạy xe 30 triệu, nó về nó buồn hiu à. Nó còn trách mình nữa. Hứa cho đã, mua chiếc xe xấu quá, rẻ tiền, ra đường mấy đứa nó cười tôi kìa. Nó còn trách hờn mẹ, đòi đủ thứ hết.
đòi đủ thứ hết khi cái tuổi còn thơ. Yêu đương mộng mị, đến khi mà mối tình đầu bị gian dở, người ta hẹn mà người ta không đến đó, người ta yêu mà người ta không có chiều, rồi người ta yêu mình rồi người ta yêu người khác đó, thì lại thất tình. Mà khi thất tình rồi thì làm mình làm mẩy với má không à. Về nhà là dùng nhằn dũng nhẫn, sai cái gì cũng biệt nhờ, gì cũng nạt nộ, giận cá chém thớt, giận người yêu chém má luôn, nói má không ra gì hết. Rồi vô trong nhà ôm gói khóc hu hu, không chịu ăn nha. Có nhiều đứa nó thất tình 3-4 ngày nó ốm nhom, nó xúc xuống mấy kilo, không chịu ăn cơm, không chịu ăn cháo, không chịu làm gì hết. Khổ lắm các vị. Các vị thấy cái này có đúng không? Có gặp trong thế gian không? Có không các vị? Nhiều lắm. Nó đi chùa, thầy tưởng đâu nó đi chùa, nó nghe Phật Pháp nó tu, thầy cũng mừng. Tưởng nó đi chùa nó cầu cho ba mẹ nó sống lâu, để nó đền ơn cha mẹ dưỡng dục sanh thành. Ai ngờ nó dẫn người yêu nó đến chùa, nó ghi tên hai đứa, nó nhét di tích trong Phật á. Rồi nó kêu thầy tụng kinh cầu cho hai đứa nó được đến với nhau. 3 tháng sau thấy nó lên có một mình à. Này hỏi, ủa bạn trai con đâu rồi? Nó nói chia tay rồi. Thầy nói, ủa sao cậu quá trời mà chia tay vậy con? Nó nói cũng biết nữa, sao con đi quá trời chùa mà sao nó giận bỏ con, nó không thương con, nó yêu người khác rồi. Thầy nghĩ chắc ông Phật ông nặng và ông đè xẹp đứa rồi. Tại nó lấy tên hai đứa nhét đích Phật mà. Phật thường thường Phật kêu đi tu, chứ Phật đâu có kêu kết duyên kết trái gì cho nó nhiều cho đau khổ. Cho nên ở đây ai đi chùa cầu duyên thì bỏ đi nha. Duyên nợ không cầu cho cha mẹ mình cho nên đâu đủ phước đâu. Rồi đến 18 tuổi thấy người ta có người yêu, lòng dạ mình nó sao sao. Trời ơi, bước ra đường mà thấy anh kia chở chị nọ đi có đôi có cặp đó, trời, lòng mình nó rào rực. Cho nên cái nhuộm tóc màu xanh mà không thấy ai nhìn là liền đổi màu vàng, đổi màu trắng, cắt, kẹp, cài bông, cài hoa, mặc đủ thứ màu, đi ra đi vô, đi tới đi lui buổi tối để tìm cho có đôi có lứa, để có bạn tình với người ta. Trời ơi, xách chiếc xe đạp đó đưa bạn gái chạy mấy con hẻm, mấy con phố, mà cứ mong cho thời gian ngừng lại, đừng có trôi qua, để anh được đưa em đi mỗi ngày. Mai má nói tí lấy xe chở má đi chợ. Nó nói mệt quá, bà nặng trịch rồi đi xe đạp đi gì nổi. Cũng là chiếc xe đạp nhưng chở người yêu á, chở mà thấy nó khỏe lắm. Quý vị thấy con quý vị nó thương quý vị nhiều chưa? Mà chở má đi chợ là mua thức ăn về cho gia đình, trong đó có cho mình ăn nữa, mà nói nặng lắm, xa lắm. Cho nên mình sinh con ra rồi mình đi nghĩ lại coi trên đời này mấy ai hiếu thảo với cha mẹ. Khi mà lên xe hoa về nhà chồng, mẹ mừng mà mẹ tủi. Con bước ra xe hoa, trong lòng mẹ nó lộn lên bao nhiêu dòng. Tim gan nó cứ nó lộn nhào, không biết cái nào là tim, nào là gan. Mặc dầu con mình bắt đầu đã có một cái bến đổ bình yên, đã có người cưới hỏi là coi như yên bề gia thất, nhưng lòng mẹ vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng. Đúng không các vị? Có những người mẹ đưa con đến nhà chồng rồi mà nước mắt rưng rưng lơi lệ, tối về nằm đêm không ngủ được, là bởi vì lo con mình nó khờ, nó dại, là không biết nó sống bên chồng có được thuận thảo, cha mẹ chồng có yêu thương không, chồng nó có thương yêu nó không, có biết cách chiều chuộng nó như mình chiều chuộng nó không. Chưa biết giặt đồ cho má nữa, chưa biết nấu ăn cho má nữa. Làm dâu thiên hạ, đây là cái chỗ quý cô thường gặp đây. Ở đây quý cô nhiều đúng không? Đó. Ai cũng nghĩ đến tương lai của mình mà không nghĩ đến hầu cha hầu mẹ gì hết. Mẹ thường bảo con thân gái đục trong, mai kia mốt nó còn đi lấy chồng. Dặm ngàn thân gái đục trong,
một lần xe hoa pháo hồng, suốt đời khắc ghi trong lòng. Còn nhiều lắm, bài hát đó toàn là mẹ dặn con không à, quý vị có nghe chưa? Đó đó, khi nào biết thương cha mẹ, khi nào mà sinh con ra, sinh con ra mà con nó tước răng á, con nó tước răng mà nó sốt cao, mà mình không biết mình quấn tả rồi mình quấn áo, rồi nửa đêm nó tước, nó đi tè, chồng thì nó say, nó say về rồi nó lủi vô trong nhà nó ói, nó ói ở trên giường, rồi nó ói trong nhà vệ sinh, rồi nó ói trên mâm ăn luôn. Còn chồng thì ói cái miệng, còn con thì ói cái gì? Ói cái ở dưới. Mà một phần thì lao cho con, một phần thì lao cho chồng, mà sớ rớ là nó giọng trong mặt. Thì lúc bây giờ đó mới nghĩ đến mẹ nè. Nhiều người bị lắm, không biết má làm sao mà giỏi quá. Má nuôi một bầy con 8-9 người, mà người nào người nấy cũng no tròn hết. Con mới có một đứa mà xanh mặt xanh mày đó. Quý vị trẻ trẻ với mới lấy chồng có thấy cái cảnh này chưa? May mắn mà chồng nó biết lấy tả phụ để cho mình lo cho con. Mình nấu cháo cho cha mẹ mình mà chồng biết ẩm con. Mình chăm sóc con mà chồng biết rửa chén phụ, nấu cơm phụ. Thì biết đâu chừng cuộc sống còn có chút ý nghĩa. Xui xui lấy trúng thằng chồng đẹp trai, mà trời đất ơi nó coi bóng đá không là chết. Nghe không? Tối tối nó về nó bật cái tivi lên, nó coi hết trận này đến trận khác. Rồi mình làm lủi thủi có một mình, dọn cơm lên ăn. Đôi lúc nó thua trận, nó ghét quá, nó giận, nó đi nhậu luôn. Rồi ngồi ăn cơm một mình là chết chắc. Lúc bây giờ là dịch kêu chín chiều vậy đó ha, dịch kêu chín chiều, băn khoăn nhớ mẹ cái gì, khăn điều gì, dắt dắt dai. Em đi lấy chồng về nơi xứ xa, lúc này ở chim kêu dương hú, biết nhà má đâu. Lúc này mới nhớ má, đúng không? Quý cô có bị chưa hả? Rồi bây giờ má đâu? Không ai đưa, nâng, khăn, chăm sóc. Không có thời gian cho mẹ một chiến thuốc. Không có thời gian lặt cho mẹ mùng, mẹ mình một miếng cam. Biết mẹ nằm ở bệnh viện đó, mà nhà của mình nó bận, gia cảnh mình nó quá sức là khó khăn. Từ đây mà đi mấy chục cây số thăm má đâu có dễ. Cho nên đôi khi đó, chúng ta đã thương mẹ mà chúng ta đắng lòng. Rồi bên nghĩa bên tình, mẹ chồng, rồi mẹ ruột, mẹ vợ, rồi mẹ ruột, lây hoay cả một đời chưa làm một điều gì cho cha mẹ hết. Cho nên mang tội bất hiếu nào không có hay. Có nhiều người á, mắc cười lắm nha, từ nhỏ đến lớn đó, chưa bao giờ biết á, mua cái gì cho má mình ăn á. Đi làm về chạy vô nhà hỏi má, có gì ăn không? Có gì ăn không? Có chè ăn chè, có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm, ăn cho no bụng xong giục cái chén đó. Mẹ dọn cho con nha, con đi chơi. Chạy đi đá banh, chạy đi chơi. À, nhưng mà khi có vợ đó, trời ơi ga lăng dữ lắm ha. Nghe không? Nha, trúng con vợ mà nó đẹp mà, móng tay dài vậy nè, nghe không? Lặt rau muống không biết lặt, lặt rau muống không biết lặt, lặt rau muống nấu canh chua mà lặt cái ngọn bỏ trơn. Đưa cái gốc vô nấu hơi ăn, nó sóc vô trong răng. Ôi chết cha, toàn gốc không, ngọn vô bỏ trơn. Nhà lấy trúng vợ nó đẹp nhưng mà nhà nó giàu, nó chưa có biết làm gì hết trơn. Rồi cưới về xong nó ngủ tới 8 giờ sáng nó mới dậy á. Mẹ thì nấu cơm sáng rồi mà gọi con dâu dậy ăn cơm, nó nói chồng ngủ thêm chút đi, ngày mai gọi nữa, nó nói má ăn trước đi.
Ngày ngày mốt gọi nữa, nó bà ăn bà làm bà làm, nó kêu tôi hoài. Là lúc bấy giờ sao? Nam Mô Đại Bi Hòa Thượng Phật Bồ Tát niệm 24 biến chú Đại Bi rồi mà chưa hết xong. Tại sao tu hoài mà vẫn còn xong? Gặp đứa con dâu mắc dịch. Tưởng đâu mày cưới dâu về là má nhờ, má coi như là đỡ khổ tuổi già. Trời đất ơi, mày cưới dâu về tao còn hầu thêm con dâu vợ mày nữa, muốn chết luôn. Nhưng mà vẫn chưa thấm thía nỗi khổ đâu. Tối chồng nó về, vợ chồng nằm với nhau, biết nó nói gì với chồng nó không? Thầy nói cho cái gì nghe. Nó nói: anh ơi, má anh khó quá, má anh ngày nào cũng chửi em hết rồi, chắc em sống không nổi đâu. Nó nói với má, nó nói với chồng nói câu đó là chết, chết chắc. Nghe không? Cái nồi mình á, ga lăng mà yêu vợ sợ vợ đó, là sáng mai nó gặp cái mặt mình đó, nó trù dụ vậy nè. Nghe không? Cái thứ mà nó mê vợ đó, nó thương vợ đó, nó sáng sớm nó gặp má nó, nó nói gì với vợ con hả? À, nói gì rồi nó khóc suốt đêm, nó không ăn gì hết. Nó cằn nhằn, nó nạt mình đó. Đây là cái quả báo, cái quả báo kiếp trước chứ không đừng trách nha không. Ai mà có cái hoàn cảnh này xin buồn 5 phút nha không. Sau đó nhớ lại kiếp trước giùm cái, coi chừng kiếp trước mình là người như vậy đó. Cho nên kiếp này nó trả lại cho mình. Thì mình ăn canh chua thì dĩ nhiên phải chua thôi. Mình mua cốc thì ăn phải chua thôi. Còn mình mua cà rê mình ăn thì bình thiểu đường thôi. Cái nhân nào quả đó nha các vị. Đây là nhân quả của các vị. Vì vậy cho nên các vị phải học cái tâm từ của Phật, cái tâm từ bi của Phật, để mở rộng cái cửa từ bi của mình ra. Từ bi của Phật, Phật chứng rồi, còn từ bi của mình còn ngủ, chưa có thức. Các vị phải biến cái đứa con dâu này thành cái đứa con gái rùa của mình. Tại vì con gái rùa của mình bây giờ làm dâu của người ta rồi, hiểu chưa? Còn cái con dâu này bây giờ trở ngược lại làm con gái rùa của mình. Cho nên mẹ sẽ dạy con nấu canh chua. Hôm nay mình nấu canh chua, và canh chua là những món này, và cách nấu như thế này. Dạy cho con từng cách nấu canh, dạy cho con từng cách nấu cơm, quét nhà, rửa chén, cách đối tác, yêu con dâu như con gái ruột của mình, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ, dạy dỗ nó lại từ đầu, biết đâu chừng sẽ xóa được cái nghiệp cũ và cái nhân quả của mình. Quý vị đồng ý không? Ai mà than trời trách đất thì càng chất chồng thêm nhân quả. Bởi vì con mình nó yêu người ta dữ lắm, mà trên đời này hết 99% nó vì vợ nó bỏ nhà nó đi. Má ơi cho con ở riêng nhân má. Rồi là trong vòng 3 tháng nó ra nhà trọ nó ở, không có tiền cất nhà, nó đi mướn, nó đi thuê nhà nó ở. Chứ nó không chịu nổi cái cảnh bên nghĩa bên tình, con biết làm sao đây, con quá đau buồn, con uống rượu con say. Thì nó làm nó làm sao đây, nó uống rượu nó say luôn. Vì má nó đẻ ra nó đâu có làm gì được. Rồi vợ nó yêu thương có con có gái, nó làm gì được. Nó cuối cùng nó đi uống rượu, nó đi say, thì gia đình mình càng tan nát. Cho nên vợ nó không biết điều, nó trẻ con đó, nó thọc mạch với chồng, nó làm cho con trai mình siêu lòng lạc dạ, thì bản thân mình phải hy sinh thêm. Hồi xưa hy sinh 100, bây giờ xin Đức Phật cho con hy sinh thêm 100 nữa. Hồi xưa con nuôi con hết lòng hết dạ, hết trái tim của một người mẹ, người ta gọi là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, thì bây giờ con xin Đức Phật cho con thêm một giọt nước từ bi của Phật Quan Âm, cho con làm đại lượng đại từ như Đức Phật, như cam một bầu trời luôn đi. À, bây giờ thì mẹ hiểu rồi, con là con gái rượu, con gái cưng của nhà bên đó, cho nên con chưa biết làm gì,
bây giờ mẹ chỉ cho con nha, rồi hy sinh cho con luôn để xóa những cái nghiệp trước. Mà mắc cười lắm, con trai của mình á, nó đi làm về á, nó muốn vợ nó vui á, nó ghé vô chợ nó mua một bịch chè con à, mà từ xưa đến giờ chưa từng làm cho mẹ một lần. Nó về trước ngõ, nó gặp mình đứng, nó nói má, nó hỏi má, cái mình thấy nó cầm bịch chè. Nhiều khi người ta nói già đó, nó sinh tật là một. Thứ hai nữa, già nó giống con nít, họ không có ăn đâu nhưng mà thấy nó muốn đòi, muốn vòi vĩnh. Nhiều khi trên tay có hai hạt chuỗi rồi nhưng mà thấy thầy phát chuỗi vẫn muốn tới xin hạt nữa. Tại vì cái tính muốn được yêu thương, muốn được quan tâm, chứ thật ra lần đâu có hết ba hạt chuỗi. Rồi thầy này tặng một hạt, thầy kia tặng một hạt, riết đeo 4-5 cái hạt chuỗi trên tay nhìn giống như bà bóng á, giống như bà múa đồng múa cốt á, mà cũng đeo đầy hết trơn á, chứ mà lần đâu có lần hết đâu mà cũng đòi cho có một được một cái, đó là cái tánh á. Cho nên khi mà thấy con nó cầm cái bịch chè về sớn sát tưởng đâu con cho mình, hí hơ hí hửng mừng lắm. Cái nó hỏi má, à, vợ con đâu, à, ở sau á, nó đi đường ra làm sao. Bắt đầu nó chạy, nó lấy chén, nó nặng chè ra nha. Cái nó nói em ơi, em ăn chè đi, chè trôi nước ngon lắm. Rồi vợ miếng chồng miếng nó đúp, à, tục tân à, tục tân ngon. Rồi bắt đầu ở đây sao? Chữ không? Chữ đồ bất hiếu, tổ cha mày, teo nuôi mày chừng ấy năm, có bao giờ mày cho tao ăn cái gì? Giờ mày cho nó ăn, vô được chữ. Chữ rồi mình khổ chứ ai khổ đâu, thấy không? Nhiều người bị lắm. Nó sắm cho vợ cho nó đầy đủ gối mền, nó sắm từng cái mền, cái mùng đó ha, áo quần của vợ nó dẫn đi may đi mua, nó làm ghê lắm. Nhưng bản thân mình đó, mình rách rứa nhiều khi nó không hay, nó không biết. Là đây là cái cảnh ở thế gian đó các chị. Nhà Phật gọi là khổ. Khổ là vậy đó, gọi là sanh khổ, sanh lão bệnh tử, sanh khổ. Đây là cái gọi là sanh khổ, nghĩa là mình sống, mình chứng kiến nhiều cái cảnh gai mắt quá mình khổ, hiểu không? Rồi đến ngày Chủ nhật nha, nè ngày Chủ nhật, nó đêm con nó về, nó nói má bà rảnh không? Nó kêu mình bằng bà nha, má bà rảnh không? Thấy nó mặc đồ sang trọng, nghĩ trong bụng, ha, hôm nay chắc nó tốt bụng vậy, nó chở mình đi chơi á. Tại lâu lâu Chủ nhật nghe nói á, rủ nhau đi tắm biển, đi Vũng Tàu, rồi đi đi Suối Tiên, rồi đi chùa đó. Vui vui lắm. Tưởng đâu con nó nói má bà rảnh không, câu sau là để con dẫn má đi chơi. Nói rảnh rảnh, má rảnh hôm nay, má rảnh à, má giữ giùm hai nhỏ cơ con. Vợ chồng tôi đi đám cưới. Rồi héo queo. À, mà tao à, tao à, mà tao à, định à, à, đi chùa. À, má đi chùa hả? À, vậy để con đi tắm cưới về rồi con chở má đi, nghe không? Hoặc là thôi lỡ rồi má con mấy đứa nhỏ đi rồi tuần sau con chở má đi. À, tao hứa đi mất rồi, hứa gì? Định nói tao hứa với thầy rồi, nói có kịp đâu, nó thả hai đứa nhỏ đó nó đi. Có không? Nhiều lắm á. Tôi thấy con người hứa với tôi á, à, thầy ơi, à, con muốn đi tu lắm thầy. Trời ơi, nặng nợ trần gian, con muốn xong cái nghiệp là con tu. À, bây giờ kẹt còn đứa con trai út á, chờ nó học hết xong lớp 12, nó vô đại học rồi là con lên chùa làm con quả. Hứa danh dự thầy đó. Ha. Đến 4 năm sau thấy không thấy lên. Hỏi cô ơi, con cô tốt nghiệp chưa? Ờ, tốt nghiệp rồi thầy, giờ đi làm thôi. Vậy mà sao lời hứa năm xưa quên rồi? À, hứa gì thầy? Hứa đi chùa đó. À, trời ơi thầy, nó sắp cưới vợ. Để con đám cưới nó xong rồi con lên nha thầy. Cho con hứa thật một lần nữa đi. Xong rồi tháng mấy cưới vợ? À, tháng 9 con cưới. À, tháng 9 con mới, khoảng là tháng 10 là con lên. À, tháng 9 rồi mình chờ đến tháng 9 sang năm luôn không thấy. À, cô ơi sao mà tháng 9 sang năm rồi mà sao chưa thấy lên con quả cô?
chết trời trời con quên mô Phật thầy ơi, vợ nó đẻ, vợ nó đẻ thầy ơi, đẻ hai đứa luôn, sanh đôi con giữ con chặt máu luôn, mệt luôn. Vợ đẻ, vợ nó đẻ xong đẻ đứa thứ nhất rồi đẻ đứa thứ hai giữ cháu, rồi đến lung tung đến 67 tuổi rồi vẫn chưa lên chùa. Đời khổ hết đến con, đời khổ đến cháu. Cho nên kêu trời. Mà khi người mẹ mà kêu trời á, thì cái người con sẽ bị tổn phước. Cứ một lần mà mẹ kêu trời ơi sao tôi khổ quá, thì người con đó sẽ bị mang một cái nghiệp nha. Cái nghiệp gì đó không biết, nhưng mà phải chuốc một cái nghiệp. Cái nghiệp làm ăn bị thất bại, hoặc là cái nghiệp bị người ta lừa gạt, người ta giật tài sản, giật vật chất, thậm chí cái nghiệp bị xe đụng luôn. Có nhiều người họ tức con quá hờn, họ đòi chết, tâm ta chết cho xong đi. Thì một lần mà mẹ muốn chết đó, thì con sẽ bị nạn đó. Có nhiều người mẹ người ta lỡ lời, người ta rủa con người ta. Tao mà biết tụi mày, mà cái thứ tụi mày mà bất hiếu như vậy ấy, thà hồi nhỏ tao đẻ tao bóp mũi tao gì đó, tao bóp mũi chết cho rồi, hoặc là tao như cái tấn nghe luộc ăn cho rồi. Nhiều bà cứ nói gì đó, nhưng mà nguy hiểm lắm đó. Nếu mà nói như vậy là động đến trời chứ không phải giỡn đâu. Luật nhân quả hay lắm. Cái tiếng kêu của người mẹ trong đêm thanh vắng sẽ là nỗi niềm khắc khỏi cho những cõi âm hồn địa phủ đó. Nếu những cái người con đó mà còn có nhiều cái nghiệp đó, những cái cõi âm tào địa phủ, những cái con ma mà chết trôi, chết bờ, chết bụi, chưa siêu đó, nó sẽ ám theo cái người đó. Nó ám theo đó. Khi mà người mẹ mà chết không có siêu, mà vì thương con thương cháu mà không dám siêu sinh. Tại vì anh á, thì đã đòi cái miếng đất mặt tiền, em á, nó cũng đòi cái nhà mặt tiền, hai anh em nó kiện nhau ra tòa, thì mẹ sẽ không siêu sinh đâu. Vì mẹ lo cho con mà không siêu sinh, qua 49 ngày mà không được siêu sinh thì mẹ sẽ biến thành một con quỷ già. Quý cô thấy con quỷ già chưa? Con quỷ già hai con mắt nó không còn thấy đường nữa đâu. Nó lòi ra đằng trước vậy nè. Hai con mắt nó lòi ra đằng vậy nè. Còn cái lưỡi của nó đó, nó là nó xuống vậy nè. Còn cái lỗ mũi nó rụng xuống. Nó rụng nó không còn lỗ mũi đâu. Cái mặt nó rụng xuống hết, không còn thịt còn bộ xương thôi. Tóc của nó bù xù và dựng lên vậy nè. Vì do nó tức á. Nó tức cho nên tóc nó dựng lên vậy nè. Nha, thành những cái mũi đao mũi kim bay lững lờ trước nhà, trước cửa, bên bờ sông, bờ suối, mà không còn nhận ra là con mình nữa. Lúc bây giờ thành quỷ cho nên không biết đây là con của mình. Thấy cái mặt nó gai gai, xô nó té suối, xô nó té sông. Cho nên con cái bắt đầu nó đi theo thầy bùa, thầy pháp, nó yếm, nó thư. Vô trong nhà xô cửa, khua son, khua nồi, đòi ăn, đòi uống, nguy hiểm lắm. Cho nên ai mà thương cha mẹ mình thì phải hòa thuận với anh em là như vậy. Còn vị nào còn cha mẹ trên thế gian này thì phải chăm sóc cha mẹ cho thật kỹ, thương yêu cha mẹ mình. Lấy chồng rồi thì quy định với vợ chồng, cha mẹ của anh cũng như cha mẹ của em, và cha mẹ của em cũng như cha mẹ của anh. Cha mẹ của chúng ta là Phật trong nhà của mình. Một tháng làm được 10 triệu thì ăn uống chi tiêu khoảng 6 triệu thôi. Mặc chiếc áo cho khi nào mà rách nát rồi hãy bỏ ha. Mang đôi dép khi nào mà cho nó cũ, nó rách rồi hãy bỏ. Đừng có thấy người ta mang giày sang rồi mua giày sang, thấy người ta mặc áo đẹp rồi chạy đi mua áo đẹp, trong cái tủ cả 100 chiếc áo, mấy chục đôi giày, mấy chục cái mũ, mấy chục đôi guốc. Nội một cái phòng mà trưng bày guốc, giày và giỏ của mình đó, cả 100 triệu vậy đó. Có đôi khi một cái giỏ đó là 3,000 đô, mà trong cái tủ tới 40-50 cái giỏ. Hãy thấy ai mà có một cái giỏ mà nó đắt tiền
thì mình phải có một cái giỏ giống như vậy. Đeo cái giỏ bên đây là phải 3.000 đô, duỗi cái tóc như vậy á, là phải 1.000 đô, mặc chiếc áo như vậy á, là phải 500 đô, cái dây chuyền như vậy là phải 5.000 đô, đính ở đây một viên kim cương. Đến lúc để đám cưới đó, tô môi màu gì cho thượng đỉnh, đánh phấn màu gì cho nó lộng lẫy, tô môi son làm gì cho nó đẹp, rồi vô trong cái chỗ uống tóc đó hấp 2 tiếng đồng hồ, ngồi gồng mình như thế nào chịu, làm cho lộng lẫy để bước vô đám cưới, đi ăn, đi đám, đi tiệc. Vô đó đến lúc ăn đó nha, nhiều khi đó ngồi xuống á, người ta thì ăn liền, uống vậy. Nước gì vậy? Ngon vậy? Nước hụt é. Còn mình á, do mình môi son má phấn, cho nên mình làm duyên, làm dáng, múc lên nhẹ nhẹ, bỏ vô miệng nhẹ nhẹ, tại vì son phấn mà, húp nhẹ nhẹ, 3 cái nhẹ nhẹ, nhìn xuống, người ta ăn hết dĩa rồi. Tốn cũng 500 đồng bạc, ăn không được gì hết. Có không các vị? Có nhiều người hạnh phúc gì đâu á, lè lè. Nhưng mà đến khi mà bạn bè đó, nó quay qua nó khen cái cô kia, mình đính có 1 viên kim cương, còn cái cô kia đính tới 3 viên kim cương, cho nên mình nổi lên, mình ghen cái mình hết vui. Cuộc đời này có nhiều người khổ lạ lắm. Khổ vì mình có 1 viên kim cương mà người ta tới 3 viên kim cương, cho nên về đòi chồng phải sắm thêm 1 chiếc dây nữa có 3 viên kim cương cho tôi. Không chịu thua bà đó. Đi chiếc xe đã 2-3 tỷ rồi nhưng người đó vẫn cảm thấy xấu hổ đó. Bước ra đường á, bạn bè của em nó đi xe hả 30-40 tỷ, còn anh sắm cho em chiếc xe này đi không giống ai hết. Cho nên chưa bao giờ thấy hạnh phúc, chưa bao giờ biết là mẹ mình đã già sắp chết rồi, không có nghĩ làm sao cho mẹ mình được hạnh phúc, sắm cho mẹ mình cái gì, lo cho mẹ mình cái gì. Mẹ bệnh nằm trên bệnh viện mà cũng không quan tâm đến nuôi, lo cho thân mình đẹp, lo cho thân mình sang, lo cho nhà mình được hãnh diện với mọi người. Đùng phát mẹ chết, nó nói mẹ chết giống như trời sập xuống vậy đó. Tại vì sao? Lo cho mình làm ăn. Có nhiều người làm ăn cả ngày, cả đêm, cả năm mà không về thăm mẹ. Mẹ bệnh nặng cũng không về thăm mẹ, mà mẹ như thế nào cũng không về thăm, mà cứ lo làm ăn không. Lo làm ăn đến lúc với mẹ chết, trời đất ơi, mẹ chết cái đùng phát một, ta nói xỉu lên xỉu xuống. Mà xưa kêu xỉu vô duyên á. Tại vì mình đi tụng kinh Đám Ma mình thấy, nó xỉu xong nó tỉnh dậy nó khóc. Nó khóc xong rồi nó ngủ. Nó ngủ xong rồi nó dậy nó ăn. Nó ăn no xong rồi nó khóc. Nó khóc xong rồi nó xỉu. Nó xỉu xong rồi dậy nó ăn. Nó ăn xong rồi nó nhủ. Nó nhủ rồi nó xỉu. Mà đúng 3-4 ngày như vậy á. Có vô duyên không các vị? Vô duyên lắm. Cái ngày đám tang là nó rối tơ rối giò rồi, mà một người bên đây xách một tay, rồi một người bên kia xách một tay, mà mập chứ. Mập tới nói 80 mấy kg vậy, mà cứ xỉu xuống như vậy, cái người ta đỡ lên. Xỉu xuống như vậy, người ta đỡ lên, mà hai cái bà mà đỡ cổ đó xỉu theo cổ luôn. Mặt mày mồ hôi mồ ngê chảy. Biết làm gì không? Má ơi, má chết, má bỏ con. Má ơi, con chết theo má. Bắt đầu nhào vô mộ, nhào vô huyệt, nhào vô hàng. Người thầy thì tụng kinh bất ấn, mới cứ ngân lên kiếm lên cái nó cái hết hồn. Quay qua gõ gõ đầu nó, con bình tĩnh con. Cái mới nói bình tĩnh con cái làm nó khóc to hơn tiếng mình tụng kinh nữa. Sao mình tụng, mình nói trong lỗ tai nó, mình nói con ơi con bình tĩnh, con tụng kinh theo thầy, con khóc nhiều rồi, sáng giờ rồi, để tụng kinh cho má được siêu. Nó quay qua nó nói một câu nghe ngọt hết. Thầy có biết gì đâu mà thầy nói, đâu phải má thầy chết đâu mà thầy buồn. Trời ơi, nói chuyện nghe đau lòng, xót dạ ghê. Má tôi cũng chết rồi sao không buồn. Nhưng mà thử hỏi buồn, dạo này sao mấy em nó thương thầy ghê, 2 ly nước luôn.
vừa đẹp trai nữa. Thầy chứng minh cho con vui nha. Như vậy là không công bằng nè. Ở dưới không có nước uống mà thầy trên 2-3 ly. Quý vị nhắm mắt lại đi cho thầy uống miếng nữa coi. Cái này tối nay dễ bị Tào Tháo rượt lắm nè. Chơi cái kiểu mà bên đây nước cam, bên đây nước hộp é đó. Hai cái hộp này mà nó đập nhau là Tào Tháo nó rượt chạy sụp quần á. Nè, sẵn đây nói cho quý cô nghe nha. Phật tử đi chùa hay cưng mấy thầy lắm á. Trời ơi, mấy cô mà sồn sồn khoảng 40-50 tuổi đó, gặp mấy thầy mà đẹp trai trẻ trẻ đó, mê lắm. Tới xấu với cô một chút nha. Thấy thầy đẹp trai chưa biết thầy tu làm sao, thích rồi nhào vô cúng liền một ly hụt é. Cúng xong rồi đứng đợi thầy có uống không. Thầy uống thì coi như thầy chứng minh con vui con có phước. Thầy mà không uống con buồn lắm đó. Bà kia cũng đâu có dừa, phải đi kiếm gì cúng cho thầy để thầy ban phước cho, chạy sướng sát làm một ly nước chanh. Rồi cô thứ ba chạy lên cúng cho một ly chè xâm xâm bổ lượng. Nhìn ba cô nào cũng đáng giá hết. Uống ly này thì cô kia buồn, uống ly kia cô này buồn. Sư phụ nít hết 3 ly. Và đêm đó điều gì sẽ xảy ra? Nhà vệ sinh đừng ai đi nhé. Một mình sư phụ xin đăng ký suốt một đêm. Nỗi ám ảnh của ba cô gái xinh đẹp là một ngày một đêm tuột đường luôn chứ không phải giỡn chơi à. Nhiều cô cúng đồng hồ nữa nha. Cúng cho thầy đồng hồ rồi bắt thầy đeo. Mà có 3-4 cô cúng đồng hồ. Đây là thầy kể chuyện mấy thầy đẹp trai nổi tiếng á, chứ không phải thầy đâu nha. Thầy ai cúng đâu. Thầy không có ai cúng cho thầy cái gì hết á. Tới cúng tiền, cúng gạo cho thầy nuôi mấy chú, chứ chưa có cúng đồng hồ gì cho thầy đâu. Nên yên tâm nha. Có nhiều thầy ở thành phố rồi đó, đẹp trai, lịch sự, tụng kinh hay đó, cúng 3-4 chiếc đồng hồ. Tôi thấy ông thầy kia, ông đeo bên đây 1 chiếc, bên đây 1 chiếc. Tôi nói, ủa, thầy đeo chi nhiều vậy? Mình đi tu là mình vô vật chất, vô gia cư, vô nghề nghiệp, mà sao thầy lộng lẫy vậy thầy? Ông nói, đừng nói, hai bả đang ngồi trống, đeo lên cho hai bả vui. Hai bả về rồi lột bớt xuống cái chứ, đeo chi 2 cái coi sao nổi. Khổ vậy đó. Không đeo với cô buồn, buồn không đến chùa nữa, không cúng dường. Đó, cho nên lý do tại sao đi chùa hoài mà gia đình đổ nghiệp là chỗ này nè. Nhớ kỹ không? Tại sao đi chùa mà làm ăn không được? Tại sao đi chùa mà con cái mình nó hư, gia đình cứ lộn xộn? Là tại vì mê ông thầy chùa chứ có tu đâu. Lên chùa rồi cái để cô quét lá đa cho, dành luôn cái chổi quét hết lá đa. Quét lá đa xong cái để cô nấu cơm cho thầy ăn cho. Nè, dành luôn làm thị giả. Để cô quét nhà, lau nhà cho thầy, cô giặt đồ cho thầy luôn, cô ủi đồ cho thầy luôn, làm luôn cái chuyện phục dịch cho thầy. Nhàn làm từ sáng đến chiều làm hết, bưng cơm lên cho thầy ăn, nấu nước cho thầy uống, lo hết cho thầy. Thầy 44 tuổi, con 54 tuổi, con lớn hơn thầy 10 tuổi mà thấy con trẻ cỡ thầy thôi chứ không có già đâu. Lúc nào cũng thầy của tôi, thầy của tôi hết. Làm được 1 năm như vậy, thầy của tôi ai đến chùa mà cúng cho thầy cái gì á, bà rình nha, bà rình 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 rình, bà bưng xuống bà không cho ăn đâu, để con coi thử cái gì đã. Ai mà ngồi bên thầy nói chuyện mà mấy thầy mà bóc mạch rồi bốc thuốc rồi đó, bà dưới bà đập cái son cái rén, ông thầy mắc hồn thả tay ra, dục cái chén cái rầm cái bắt lâu nha, là biết rồi đó. Lên chùa làm hết luôn, làm từ trên xuống dưới. Mà về tới nhà là lăn đùng ra ngủ nha. Ngủ, có bà đó bà ngủ, trời bà ngủ quá trời, bà ngủ xong rồi bà mua măng cầu bà bỏ trong tủ á. Bà giận chồng bà, măng cầu này là tôi mua đem lên chùa cúng Phật một trái, cúng thầy một trái, ông đừng rời vô. Cái ông chồng ông tức, ông nghĩ bà vợ sao mà bà đi chùa gì mà bà đi cả ngày cả đêm, xong bà về nhà bà ngủ không à. Bà ổng phụ tôi heo, chó, gà, con cái, bếp núc gì hết. Bà lên chùa, bà ở luôn lên chùa luôn đi. Thầy đó, người ta cũng tuổi tác giống như anh.
mà người ta nói năng á, nó ngọt ngào, nó dễ thương gì đâu á. Còn ông đó, ông nói chuyện giống như dùi đục nó chấm mắm nêm á. Tôi nói thiệt á nha, tôi mà biết lấy chồng mà khổ là tôi đi tu. Cái ông thầy ông nói tu tu gì, tu tu như bà, thôi bà giỏi bà lên chùa bà ở luôn đi. Cái nói tu lên chùa là tôi làm phước, tôi đi bòn mót công đức, vì ai cũng vì cái gia đình này mà tôi lăn xả vào tôi làm phước, tôi bòn mót công đức cho gia đình, tôi làm không biết mệt. Ông còn thương tôi, không thương tôi thì thôi ông còn cằn nhằn gì. Chữ qua chữ lại hai người lôi sư thầy ra chữ không. Ông thầy ông chồng bà cứ hỏi thầy nào bà dạy bà như vậy. Cái bà cũng nói thầy tôi, cái ông chữ thầy bà mắc dịch. Cái hai người cái chữ lôi thầy ra chữ không. Cái ông tức và ông lấy cái trái mận cầu đó, ông băm làm năm làm bảy ra hết, khỏi ăn khỏi cúng luôn. Rồi biết sao không, ông chồng bà ghét ông thầy chùa đó, ghét lắm, tức lắm, là tại bà đó, tại bà thương ông thầy chùa đó. Bà cứ bà lên chùa bà là bà vui, mà bà về nhà là bà nhìn cái mặt ổng là bà hết sống à. Bà nói vậy đó, gặp cái mặt ông là tôi hết cảm xúc rồi. Rồi bà lên chùa bà cứ thầy dễ thương rồi bà lo cho ông thầy, mà ai vô chùa bà ghen ha, bà làm lung tung ở trên chùa. Bữa đó ông chồng bà đó, ông rình ông thầy chùa đi ra chợ mua bông á. Ở ngoài chợ ông giật cái bình bông, ông quýnh cái mặt ông thầy, toàn là bông không. Nguyên cả chợ nó rước theo, nó chặn ông lại, nó hỏi mày sao mày quýnh thầy. Nó nói thầy cái gì mà thầy dụ dỗ vợ tôi đó. Cho nên các vị đi chùa cũng chưa chắc gì có phước á, nhiều khi đi chùa có tội á, nghe không? Đi chùa là phải học hỏi kinh điển của nhà Phật, rồi về nhà mình phục vụ cho chồng con mình cho tốt, mình giỏi giang hơn nhiều, cho nên mình mới niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Bồ Tát. Tay của mình biến hóa ra nhiều lắm, biến hóa ra hầu cha mẹ, hầu nội ngoại, rồi còn thương yêu chồng con, giúp đỡ cho làng xóm. Đôi tay này giỏi lắm, cho nên gọi là thiên thủ. Tay này giỏi lắm, làm đủ thứ việc mà không biết mệt. Còn mắt này là biết nhìn ngó từng nơi, từng hoàn cảnh khổ mà để cứu giúp, cho gọi là thiên nhãn. Lòng của mình không còn chỉ thương anh thương em, mà thương tất cả chúng sinh, dịu dàng lắm. Chứ không phải lên chùa để sư phụ tôi, chùa có tôi, thầy của tôi, ai nói thầy tôi nổi sân lên chữ người ta muốn chết luôn, ghen tuôn đủ thứ. Thì cái đây gia đình nó cũng đổ nghiệp. Tụng kinh Pháp Hoa thì đổ kinh Pháp Hoa, mà tụng kinh Địa Tạng thì đổ kinh Địa Tạng, mà tụng kinh Dược Sư thì đổ kinh Dược Sư. Gia đình không có bình yên là tại vì cái chánh kiến của mình nó không có. Không có là bởi vì mình thương thầy này, mình thương thầy kia, mến cô nọ, mến nhóm nọ. Còn một cái cảnh mà vô chùa chia thành hai ba nhóm nữa, chia nhóm bà tám, nhóm bà chín, thì rất là nguy hiểm, khiến cho đạo Phật sẽ bị bào mòn, niềm vui không còn nữa, mà sự tranh chấp nó lẫy lừng trong tâm của Phật tử, thì đường đạo nó sẽ trên vên. Quay trở lại vấn đề nghiệp lực của mình, khi mình sinh con ra mà con nó không hiếu thuận, thì đi chùa cũng là một trong những phương pháp để mình kêu gọi cha mẹ mình noi gương theo mình để đi chùa. Đây là nói đến những người còn cha còn mẹ. Hôm nay các đệ tử nào mà còn cha mẹ, mà cha mẹ mình không thích đi chùa, mà bản thân mình thích đi chùa, thích tu, chứng tỏ cha mẹ mình kiếp trước không có tu, còn mình kiếp trước có tu, thì bổn phận mình phải làm sao tu cho thật tốt, tu cho hiền lành, để dìu dắt cha mẹ mình tu theo. Khi cha mẹ mình chưa biết ăn chay thì mình phải tạo điều kiện cho cha mẹ mình ăn chay bằng cách này, là chúng ta mua nửa ký thịt, thay vì ăn một ký thịt thì chúng ta mua nửa ký thôi, xong chúng ta bỏ vô bốn miếng đậu hũ, chúng ta trộn với thịt, chúng ta nấu kho đậu hũ chung với thịt. Đến khi ăn, chúng ta ăn đậu hũ, chúng ta để mẹ chúng ta ăn thịt. Hiểu chưa? Để cha chúng ta ăn thịt mà chúng ta ăn đậu hũ, chúng ta ăn khoai tây, chúng ta ăn su, chúng ta ăn bắp cải, chúng ta ăn cái gì đó mà ăn
chung với cha mẹ nhưng không có thịt, không có cá. Xong đến ngày mai chúng ta lại mua 3 lạng thôi. Thay vì mua một con cá bự, chúng ta mua con cá nhỏ. Thay vì mua nửa cái thịt, chúng ta mua 3 lạng thôi. Chúng ta lại tăng đậu hũ lên. Thay vì 4 miếng, chúng ta tăng 5 miếng. Và chúng ta thêm những cái thức ăn hoa quả nhẹ vô, làm cho cha mẹ mình á ăn đậu hũ theo với mình mà không biết là đang ăn chay. Đây là phương tiện khiến dụ cha mẹ mình từ từ, để cha mẹ mình không có ngại ngùng trước con cháu. Có nhiều người vì cái chuyện ăn chay của mình mà làm tổn thương đến mẹ mà mấy vị không biết. Có nhiều người nói má nặng nghiệp lắm, má tham ăn quá, giờ mà má còn không chịu ăn chay nữa. Nói vậy cái bà tự ái, nghe không? Mẹ sẽ tự ái. Mình phải làm sao dìu dắt cha mẹ mình tu từ từ. Các cô có biết không, ở đây ai ăn chay trường rồi? Ai ăn chay trường rồi giơ tay lên. Giỏi quá. Quý vị cho một tràng pháo tay cho những vị ăn chay trường đi. Bây giờ ai ăn chay kỳ? Ăn chay kỳ là 1 tháng 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày đó phải không? Rồi ngồi xuống đi. Có nhiều người ăn chay mắc cười lắm. Ăn đũa riêng, ăn chén riêng, ăn tô riêng, ăn nồi riêng, rồi nấu riêng, rồi ngồi bên cái góc trời riêng ăn, rồi liếc bên kia nói bữa nay tao ăn chay mà trời ơi nó ăn đùi gà trước mặt tao thèm muốn chảy nước miếng luôn à. Ăn chay chi rồi tự nhiên tha. Bưng ngay tô cơm ra hè ngồi ăn, hỏi sao bác ngồi để bác ăn mình gì? À, ngồi để ăn cho nó mát à, ở trong nó ăn đùi gà không. À, rồi xong nói à, gái ơi à, gái à, chưa cho má cái đùi mai tao ăn. Ở đây tao ăn chay, mày thừa tao không cái đùi gà. Không ấy, mày mua tao nguyên con luôn, để sẵn tủ lạnh mai má ăn. Nhiều không? Ăn như vậy nó xúc cân. Ăn có 1 tháng còn 4kg, xúc hết 4kg. Ăn về khổ. Đó là những người mà mới tập ăn chay kiếp này. Thì ăn chay đụng đi, trộn với thịt mình ăn. Nó nhỏ nghe nè, đậu hũ mà kho chung với thịt á, ngon lắm. Ăn giống tổ quề năng. Mình cứ ăn vậy cũng vẫn ăn đậu hũ có sao đâu. Xin thưa với quý cô nha, quý sư bên Nguyên Thủy Phật Giáo, người ta vẫn ăn mặn. Nhưng mà ai cúng thì người ta ăn, mà ta vẫn đắc được A-la-hán hết. Có nhiều người á, cả đời ăn chay, không dám ăn con gà, con vịt gì hết á. Nhưng mà chữ lộn tổn hết phước rồi. Nghe không? À, hung dữ á, tổn hết phước rồi. Ăn chay bao nhiêu ngày mà hung dữ hết bấy nhiêu ngày thì cũng như không à. Nhiều chuyện nữa. Nhiều chuyện á, thêm bớt, đủ thứ chuyện xảy ra, làm cho mình không thể nào mà mình đắc được đạo quả được. Như vậy thì bây giờ trở lại vấn đề là cái hoa nào mà chúng ta cài lên ngực thì chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của nó. Hoa trắng á thì mình thương cha mẹ thì chăm sóc cho em út. Còn hoa hường á thì biết cha mẹ mình cực khổ mà ráng giỏi giáng lên để mà cùng với mẹ cha lo cho em út. Lỡ như mà mẹ có lấy chồng khác, tại nhiều khi người ta đâu chịu ở chán mình đâu, thế ta phải đi thêm bước nữa. Thì mình phải thay mặt mẹ mình chăm sóc cho em nha. Đừng có đêm hết lên chùa thui nuôi cực lắm nha. Còn nếu mà ai còn cha mẹ thì hãy cố gắng yêu thương cha mẹ cho thật lòng, nghe không? Giúp đỡ cho cha mẹ làm ăn có tiền, tháng nào cũng gửi về cho cha mẹ. Một tháng gửi cho mẹ 500, chịu không? Gửi mẹ chồng 500, gửi cho mẹ ruột 500. Mấy vị ở dưới chịu không? Chịu thì vỗ tay lên. Rồi tôi hát cho nghe một bài, rồi tôi cho mấy chú cài hoa hồng, chịu không? Thôi hát hoài à, nó nghỉ hát đi, vỗ tay thôi. Rồi mời các con lên cài hoa, làm lễ cài hoa hồng cho Phật tử nè. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ lòng vui sướng hơn. Lỡ mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngờ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh
sao để mẹ mẹ lại dòng suối dịu hiền, mẹ mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là anh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ mẹ là lon mía ngọt ngào, mẹ mẹ là nai chuối buồn câu, là tiếng nhẹ đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về, nhìn mẹ yêu nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ lắm con. Đóa màu hồng vừa cài lên áo, đóa em, đóa màu hồng vừa cài lên áo, đóa anh thì xin em, thì xin anh hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Phương ơi, con ra phụ cài hoa hồng cho Phật tử đi con, tại vì mấy em đã đi cài hoa rồi, con đi ra cài đi. Trong thời gian cài hoa sẽ hát lại bài hát Cát Bụi Cuộc Đời cho cái gì nghe ha. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tàn trần gian, dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với các vui mơ thì cũng đều vui tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghé không thù, chẳng gian dối lòng đưa vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ trở về cát bụi thì xin đừng tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mắt ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cả tôi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta rời xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nuối tiếc buồn phiền chuyện thế sự nơi trần gian. Cách
Phật tử thân mến, trong cuộc đời này quá nhiều những điều giả tạm, nên các Phật tử đừng thèm giận hờn ai quá lâu. Chuyện gì có thể tha thứ được, Phật tử tha thứ đi, hãy bỏ qua, để đến khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta rời khỏi thế gian này thì không còn lưu luyến gì nữa hết. Chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta giảng sanh về cõi Tây Phương Tịnh Độ. Phật tử đó, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về, càng vui đâu. Dạ xin cảm ơn. Dạ cảm ơn gì, cảm ơn các chị. Ở đây thì xuống thấp một chút. Đi học ghê, đi học ghê. Ca sĩ bước lên sân khấu hát liên khúc luôn. Dạ thôi để hồi hướng cho Phật tử về nha. Mời Phật tử chắp tay lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.